chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ban đảng bộ ngành trung ương góp ý dự thảo lần 2 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã nhận ý kiến góp ý từ 27 ban đảng bộ ngành trung ương. Chủ trì hội nghị là các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhiệm kỳ vừa qua thành phố đã đạt và vượt 12 trên 14 chỉ tiêu đặt ra, giữ vững vị trí là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Theo dự kiến, dự toán thu ngân sách năm 2020 của thành phố là gần 406.000 tỷ đồng. Dân số thành phố chiếm 9,3% cả nước, nhưng tỷ lệ chi chiếm 5% tổng chi ngân sách nhà nước. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực, công tác xây dựng đảng, chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ cũng được thành phố quan tâm. Về công tác xây dựng đảng, về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng. Thành phố có triển khai quy định 1374 của Thường vụ, quy định cái quy trình giải quyết thông tin phản ánh ý kiến của người dân liên quan đến tổ chức cá nhân tập thể suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm quy định đảng nhà nước đã có tác dụng tích cực trong xây dựng đảng, phòng chống suy thoái tham nhũng. Trong nhiệm kỳ này cho đến nay đã thi hành kỷ luật 40 tổ chức đảng, còn khóa trước kỷ luật có 4 này. Đã như vậy cái số bị kỷ luật gấp 10 lần lên tổ chức đảng. 2.081 đảng viên. Cái việc thực hiện quyết định 1374 giúp thành phố trong hơn một năm qua xử lý trên 8.000 thông tin phản ánh của người dân, của báo chí và giám sát. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những thách thức phát triển của thành phố trong thời gian tới khi dân số tăng làm phát sinh các nhu cầu liên quan đến nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, xử lý chất thải, giao thông. Trước các thách thức nói trên và bất hợp lý kéo dài về cơ chế tài chính công của thành phố, thì tính vượt trội của thành phố so với các địa phương khác về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, chất lượng cuộc sống của người dân, về đóng góp ngân sách theo đầu người lao động đang giảm dần, ảnh hưởng tiêu cực đến trách nhiệm là một đầu tàu kinh tế, khoa học công nghệ của cả nước, là trung tâm phát triển phía Nam và cả nước. Việc giảm cái tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố từ 33 xuống 18%, thì không đáp ứng được cái nhu cầu duy trì cái phát triển bền vững và tăng năng suất. Như chúng tôi có nêu, với dân số chiếm 39,3% cả nước, đóng góp 23% GDP, 27% thu, nhưng thành phố sử dụng chỉ có 5% chi ngân sách cả nước. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của đại biểu các bộ ngành về các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng đảng, chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ tới. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị chu đáo, nêu rõ thành tựu cũng như hạn chế của thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Góp ý về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 5 năm tới, các đại biểu đề nghị dự thảo cần nhấn mạnh làm rõ vai trò kinh tế đầu tàu, trong đó cần đặc biệt lưu ý các vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, nhất là giải quyết những bức xúc của người dân về hạ tầng đô thị, tình trạng ngập nước. Thực tế sự ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay là một mặt biến đổi khẩu thôi, một mặt khác là tôi cũng không chỉ đều thấy một điều là Thành phố Hồ Chí Minh là địa hình đất thấp, về mặt địa chất là không bền vững. Cái thứ hai nữa là cái quá trình các kênh
rạch rất nhiều trước đây. Thế nhưng mà chúng ta đã lấp, và thay lại là cái quá trình phát triển thì có nhiều khu vực nó là những nơi mà chứa nước cho thành phố Minh thì chúng ta đã không tính đến. Và như vậy thì tôi cho rằng là nếu cái việc mà giải quyết những cái vấn đề mà do cái trước đây chúng ta chưa nhìn thấy, thì trong năm năm tới tôi nghĩ là chúng ta phải đặt ra. Đối với chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố thì chúng tôi đề nghị là thành phố cân nhắc bổ sung nội dung, thứ nhất là phát triển hạ tầng viễn thông tốc độ cao liên vùng, bảo đảm kết nối cho kinh tế số phát triển, gắn với việc vận hành chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh. Thứ hai là triển khai xây dựng thành phố thông minh, phát triển hạ tầng dữ liệu, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ dùng chung, phân tích dữ liệu lớn và hình thành dữ liệu mở để phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát triển hạ tầng truyền thông, đổi mới công nghệ theo xu hướng hội tụ, phát triển hạ tầng các khu công nghệ thông tin phục vụ phát triển công nghiệp, đồng thời xây dựng chính sách phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong cái đánh giá thì cũng thực sự ra là cũng chưa đúng tầm so với cái mà thành phố đã đạt được trong cái nhiệm kỳ vừa rồi. Thế chính vì vậy thì đề nghị là các đồng chí nghiên cứu có thể bổ sung thêm cái kết quả thực hiện cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, cũng như là cái kết luận 64 của Bộ Chính trị thành phố này tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cái nghị quyết chiến lược về của Đảng, về các nghị quyết của Đảng về quốc phòng an ninh, xây dựng văn hóa và phát triển con người thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng đã có những cái chương trình rất lớn ở trong này đã nêu xây dựng con người thành phố Hồ Chí Minh với con người xã hội chủ nghĩa. Thì chúng tôi cho rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm và là cái có lẽ là cũng nên là một cái đột phá quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh trong cái nhiệm kỳ tới, để chúng ta xây dựng và hoàn thiện con người, xây dựng con người và để phát triển văn hóa. Đại biểu cũng đề nghị trong các lĩnh vực phát triển thành phố thời gian tới cần nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực kinh tế, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, phát triển bền vững. Phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ý kiến của đại biểu đều đáng quý, góp phần vào việc định hướng hoàn thiện chiến lược phát triển cho thành phố trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, mỗi ý kiến đóng góp của các đại biểu đều rất cụ thể, chi tiết, thể hiện sự quan tâm của các bộ ngành, đơn vị đến các vấn đề của thành phố. Thành phố sẽ tiếp thu những ý kiến này và hoàn chỉnh trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhấn mạnh mô hình tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới phải là địa phương đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết con đường phát triển của thành phố Hồ Chí Minh là phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cái con đường dương tới nhiều mục tiêu để làm sao tăng cái năng suất lao động ngày càng cao hơn. Thì báo cáo với các đồng chí là trong thực tế hiện nay chúng tôi tính toán là được thì cái năng suất lao động bình quân của thành phố so với năng suất lao động bình quân của cả nước là tăng gấp 2,7 lần. Nhưng mà có những khu vực, có những cái nơi mà hiện nay là năng suất lao động rất cao. Tôi ví dụ như năng suất lao động của khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh thì cái năng suất lao động nó gấp 30 lần năng suất lao động của cả nước. Thì khu công nghệ cao chính là một cái thực tế để chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái việc ứng dụng khoa học công nghệ nó đã tạo nên một cái năng suất vượt bậc như vậy. Cùng với vấn đề quy hoạch đất đai và khai thác tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định chiến lược phát triển của thành phố là gắn với vùng kinh tế để phát triển bền vững và tiếp tục cải cách thể chế, chính sách để khơi gợi tập hợp được nhiều nguồn lực hơn. Trên lĩnh vực đối ngoại, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố luôn xem hoạt động đối ngoại là một trụ cột. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa cũng được thành phố dành nhiều sự quan tâm và đầu tư nguồn lực trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từng ý kiến đóng góp hôm nay đều đi vào những vấn đề cụ thể của thành phố. Thành phố rất trân trọng các góp ý của đại biểu và sẽ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh văn kiện Đại hội Đảng bộ của thành phố.
Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua liên tục phát triển, được nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của nhân dân thành phố trong thời kỳ mới. Nhằm tổng kết đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc và đề ra phương hướng nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025, Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết Thi đua hiệu quả là động lực đòn bẩy đổi mới và phát triển trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chia sẻ. Thực hiện thi đua khen thưởng hiệu quả là động lực đòn bẩy góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển. Vì vậy, các phong trào thi đua phải tiếp tục đi vào giải quyết những vấn đề bức thiết, những khó khăn vướng mắc tồn tại từ thực tiễn như về ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông để mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Các nội dung thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Chính phủ sẽ thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại một số thành phố lớn, nơi có đông khách du lịch và người dân có thu nhập cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Đà Lạt. Hoạt động kinh tế đêm như là mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao sẽ là động lực kích cầu du lịch thời gian tới. Theo các chuyên gia, phát triển kinh tế đêm là vấn đề của từng địa phương, cần trao thêm quyền để họ có thể khai thác tối đa lợi thế du lịch gắn với từng vùng đất. Địa phương nào đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế ban đêm thì nên để Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định cơ chế. Địa phương muốn phát triển kinh tế đêm buộc phải chi thêm tiền để bảo đảm an ninh trật tự, đầu tư cho hạ tầng dịch vụ để gây ấn tượng với du khách. Thông tin có trong bài Kinh tế đêm, động lực mới cho ngành du lịch trên báo Tuổi Trẻ. Mở rộng quy hoạch thoát nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết ngập là thông tin có trên báo Pháp luật thành phố. Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ban thường vụ thành ủy thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc nghiên cứu quy hoạch hệ thống thoát nước mới sẽ được mở rộng từ 650 km2 lên đến 2.095 km2, gấp 3 lần so với diện tích quy hoạch. Điều chỉnh này với mục tiêu là lập quy hoạch thoát nước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, làm cơ sở cho việc phát triển dự án đầu tư mới, cải thiện và nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc quy hoạch tổng thể bao gồm các vùng ven là rất cần thiết, do ở một số vùng ven hiện cũng đã xảy ra tình trạng ngập bởi quá trình đô thị hóa. Với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khuyến khích các cá nhân, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất các giải pháp tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống, Sở Thông tin và Truyền thông chính thức phát động hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Hội thi còn có sự phối hợp của đơn vị Đại học Quốc gia thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Hội Tin học thành phố và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi được triển khai với hai nhóm nội dung chính, gồm cuộc thi thử thách trí tuệ nhân tạo AI Challenge với chủ đề trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI Solution. Đối tượng tham gia hội thi là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng sơ tuyển bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ở mỗi nhóm, ban tổ chức sẽ chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất,
để trao giải thưởng với trị giá cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn tuyên truyền, lan tỏa sự sáng tạo của các giải pháp khoa học công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc giải quyết các vấn đề thực tiễn tại thành phố, từ đó có thể ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực đang là tiêu chí hàng đầu mà Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới. Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa trở thành bệnh viện phụ sản công đầu tiên tại khu vực phía Nam ứng dụng kỹ thuật mổ nội soi 3D trong lĩnh vực phụ khoa. Việc kỹ thuật này được triển khai ở một bệnh viện công lập sẽ giúp người dân có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao với mức chi phí hợp lý, lại có thể rút ngắn thời gian nằm viện sau phẫu thuật. Thưa quý vị, để thực hiện một ca mổ 3D như thế này thì người phẫu thuật viên sẽ sử dụng một loại kính 3D chuyên dụng. Và khi đeo vào thì hình ảnh hiển thị trên màn hình sẽ mang hình ảnh cho tính chất là không gian 3 chiều. Và người phẫu thuật viên có thể dễ dàng nhìn thấy được rất là nhiều cái góc khuất mà hình ảnh 2D không thể hiện được. Và từ đó có thể thực hiện cuộc phẫu thuật dễ dàng hơn cũng như là có thể nạo những hạch sâu nằm phía trong cơ thể. Một cuộc phẫu thuật như thế này thường kéo dài bao lâu ạ? Có những ca dễ thì là từ lúc mà vô bụng cho đến bóc u ra khoảng chừng 30 phút cũng có. Phẫu thuật 3D người ta cảm thấy rất là thoải mái. Tất cả những hình ảnh được trình diễn trước cái màn hình. Cái thao tác cho những cái phẫu tích, cho những cái phẫu thuật đó rất là nhanh, rất là gọn. Những cái trường hợp là chúng ta có bóc u nang buồng trứng, có bóc nhân sơ, có các phần phụ thì chúng tôi có thể thực hiện rất là nhanh trong cái khoảng thời gian từ 15 phút cho đến 20 phút và cao lắm thì chừng khoảng 30 phút. Và sâu hơn nữa là chúng tôi ứng dụng cái phẫu thuật 3D này cho những cái trường hợp mà phẫu thuật đại phẫu với những cái bệnh nhân mà bệnh nhân quá béo phì, bệnh nhân to, cao. Cái phẫu thuật nội soi 3D thì nó là một cái điều kiện, một luyện rất là lớn. Tất cả những cái tạng ở trong bụng của bệnh nhân được hiện diện rõ trên màn hình. Và cái người phẫu tích là họ sẽ dễ dàng thấy ở những cái vùng sâu. Hậu phẫu bệnh nhân rất nhẹ nhàng. Đối với những bệnh nhân mà có những bệnh lý nền thì nó phục hồi sớm, bệnh nhân đi lại sớm được. Nó không có đau nhiều bằng phẫu thuật hở. Cho nên là cái khả năng nằm viện nó sẽ ngắn ngày. Nội soi 3D hiện có thể áp dụng cho tất cả trường hợp có khối u phụ khoa, cắt phần phụ, nhân sơ, cắt hoàn toàn tử cung và phẫu thuật điều trị ung thư giai đoạn sớm. Sau thời gian ngắn triển khai, bệnh viện đã phẫu thuật thành công gần 30 trường hợp. Nhiều trường hợp người bệnh có thể xuất viện ngay trong ngày. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tái bùng phát ở nhiều quốc gia, Liên Hợp Quốc đã phát đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ do Malaysia khởi xướng, kêu gọi cộng đồng thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch thế kỷ này. Trang tin của Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 6 đã đăng tải sáng kiến của Malaysia kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mọi nỗ lực để cứu mạng và giảm thiểu hậu quả kinh tế và xã hội đối với người dân toàn cầu, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm phụ nữ và trẻ em. Sáng kiến đến nay đã nhận được sự ủng hộ của 171 quốc gia thành viên và quan sát viên của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động ngoại giao và nỗ lực chung trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng thời tái khẳng định vai trò quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp để ứng phó dịch bệnh. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày ra đời hiến chương Liên Hợp Quốc, sáng kiến cũng hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Antonio Guterres để tập trung chống dịch. Tuần này, Nam Phi sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine cho virus corona lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, thông báo từ Đại học Witwatersrand ở Johannesburg. Vaccine này do Viện Jenner của Đại học Oxford, Anh phát triển. Vaccine hiện đang được kiểm nghiệm tại Anh, nơi có hơn 4.000 người tham gia. Ở Nam Phi có khoảng 2.000 người thử nghiệm, trong đó 50 người mang virus HIV. Việc lựa chọn người tham gia diễn ra tuần trước và các thử nghiệm đầu tiên sẽ tiến hành trong tuần này. 8 người đây thuộc nhóm 1, một nhóm gồm 50 người tham gia thử nghiệm để chúng tôi xem xét hai vấn đề quan trọng. Đầu tiên là tính an toàn của vaccine, chủ yếu là tác dụng phụ, và thứ hai là khả năng cơ thể tạo miễn dịch với vaccine này. Hiện ngành y tế Nam Phi cũng đang mong đợi rất nhiều vào thuốc dexamethasone, một loại thuốc để chứng minh được tính hiệu quả trong điều trị các bệnh của những người mắc COVID-19 nặng nhất.
Nam Phi hiện là quốc gia vùng hạ Sahara ảnh hưởng nhất vì dịch, khi số người nhiễm đã vượt quá 100.000 với gần 2.000 người chết. Ngày 25 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố nước này đã hết dịch Ebola sau gần 2 năm chống chọi. Dịch Ebola bùng phát tại quốc gia Trung Phi này vào tháng 8 năm 2018, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 2.277 người. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo mô tả Ebola là dịch bệnh kéo dài nhất, phức tạp nhất và chết chóc nhất trong lịch sử 60 năm của quốc gia này. Tỉnh North Kivu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ sự vui mừng trước những tuyên bố của Cộng hòa Dân chủ Congo. Cơ quan này gửi lời chúc mừng đến tất cả các nhân viên y tế đã đóng góp vào chiến dịch kiểm soát dịch kéo dài trong gần 2 năm qua. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là đợt bùng phát thứ hai sau lần bùng phát đầu tiên ở Tây Phi từ năm 2013 đến năm 2016, khiến 11.300 người tử vong. Khi đó, WHO đã tuyên bố Ebola là đại dịch toàn cầu. Trong thời gian qua, xung đột vũ trang và việc thiếu tin tưởng các tổ chức quốc tế, tham nhũng cũng như một số bệnh dịch khác như sởi và COVID-19 đã khiến cho việc chống dịch Ebola ở Congo gặp nhiều khó khăn. Hôm qua ngày 25 tháng 6, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên gần khu phi quân sự DMZ. Tổng thống Moon Jae-in cũng tham dự vào lễ kỷ niệm sự kiện này. Sự kiện chứng kiến sự tham gia của hàng trăm cựu chiến binh trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm này. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên lịch sử bắt đầu sau khi lãnh đạo Triều Tiên lúc đó là ông Kim Nhật Thành và quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 để vào lãnh phận Hàn Quốc. Trong suốt 3 năm, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ Hàn Quốc, còn phe Trung Quốc trợ giúp Triều Tiên. 63 quốc gia đã gửi quân đến giúp Hàn Quốc trong cuộc chiến Triều Tiên. 2,5 triệu thường dân ở cả hai bên vĩ tuyến đã thiệt mạng. Chiến sự có thể xem như đã kết thúc vào năm 1953, nhưng chưa bao giờ được thay thế bằng một hiệp ước hòa bình chính thức. Tuy nhiên, trong những tuần qua, căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang sau cuộc đàm phán thất bại giữa Mỹ và Triều Tiên. Liên quan đến kế hoạch sáp nhập và áp chủ quyền của Israel đối với các khu định cư Do Thái ở bờ Tây, Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 6 tiếp tục khẳng định hành động đơn phương của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và xóa bỏ mọi cơ hội về giải pháp để có thể đàm phán giữa Israel và Palestine. Trong cuộc họp báo mới nhất, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Nikolai Mladenov cảnh báo kế hoạch của Israel có thể khiến bạo lực bùng phát trở lại trong khu vực. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm cách khôi phục đối thoại và kiểm soát mọi hành động đơn phương để tình hình không trở nên căng thẳng hơn. Một sự cố có thể tạo ra một loạt vấn đề và bạo lực có thể tái bùng phát. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch, cảnh báo hành động này nếu được thực hiện sẽ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, làm phương hại tới triển vọng giải pháp hai nhà nước và cắt đứt khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Chính phủ Israel tuyên bố có thể xúc tiến kế hoạch sáp nhập các khu định cư ở bờ Tây và thung lũng Jordan kể từ ngày 1 tháng 7. Những ngày tháng đen tối vẫn ở phía trước Qantas, hãng hàng không lớn nhất Australia thông báo sẽ cắt giảm 6.000 việc làm và cho 15.000 nhân viên nghỉ phép dài hạn trong bối cảnh ngành hàng không thế giới bị đe dọa nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Trong tuyên bố mới nhất vào hôm qua, Qantas Airways Ltd cho biết họ sẽ huy động 1,9 tỷ đô la Australia, cắt giảm ít nhất 6.000 việc làm và cho 15.000 nhân viên khác nghỉ phép dài hạn. Trước khi dịch bệnh bùng phát, có khoảng 29.000 lao động đang làm việc cho Qantas. Hãng cũng có kế hoạch ngừng khai thác 100 máy bay trong ít nhất một năm và ngừng hoạt động hoàn toàn 6 chiếc Boeing 747 còn lại trong đội bay. Những cắt giảm này sẽ tiết kiệm cho công ty 15 tỷ đô la Australia chi phí hoạt động trong vòng 3 năm tới. Cuộc khủng hoảng này vẫn còn tác động rất lớn đến chúng tôi và ảnh hưởng của nó sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Đặc biệt, tôi rất tiếc rằng nó tác động lên cả các nhân viên của chúng tôi. Ông Joshi cho biết trong tháng 7, Qantas có kế hoạch khôi phục 40% các chuyến bay nội địa so với trước khủng hoảng, nhưng ông cũng thừa nhận sẽ mất nhiều năm để có thể phục hồi hoạt động bay quốc tế.
Trở lại với những thông tin trong nước, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo chủ đề thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức. Các đại biểu phân tích dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Trong nội dung dự án luật mới, đại diện ban soạn thảo là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã đưa thêm một chương mới có nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên tinh thần đề cao việc phòng hơn chống. Bởi vì không phải là cái vấn đề chúng ta sử dụng ma túy là có thể nghiện ngay được. Vâng, chính như vậy. Nó phải có một quá trình để nghiện. Do vậy chúng ta phải có cái cơ chế ứng xử đối với lại cái người sử dụng và cái người nghiện là nó phải tinh thần, nó phải là khác nhau. Để làm sao đó, nếu chúng ta quản lý được cái người sử dụng này, nếu chúng ta quản lý tốt thì chúng ta để ngăn chặn cái nguồn tăng của cái người nghiện. Và chúng ta ngăn chặn ngay từ đầu thì như vậy là chúng ta mang lại tính hiệu quả xã hội rất là cao. Cái hành vi mà xử phạt đối với sử dụng trái phép ma túy này là chỉ là phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500 đến 1 triệu, cho nên hầu hết là cũng không đủ để sức răn đe, và sau khi chúng ta phạt xong thì chúng ta cũng không có một cái cơ chế quản lý gì cả. Liên quan vấn đề cai nghiện, hiện cả nước có 102 cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng nhu cầu của 50.000 học viên. Các cơ sở cai nghiện ma túy đang xuống cấp là vấn đề cần được quan tâm trong dự thảo luật mới. Tình trạng xuống cấp của các cơ sở cai nghiện công lập rất là lớn. Cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cán bộ cũng không thể đảm bảo, trang thiết bị thì thiếu, dẫn đến cái việc mà học viên của các cơ sở nghiện bỏ trốn gần đây. Hội nghị còn đề cập đến những bất cập trong việc nhận diện ma túy tổng hợp dạng ATS và cần đề cao công tác phòng ngừa thời gian tới bởi tính chất tinh vi nguy hiểm của nó. Nó là một cái hóa chất được tổng hợp từ cái gốc gọi là phenylethylamine, và nó chỉ cần thay đổi một chút thôi nó sẽ làm ra những hóa chất mới. Vì vậy thì nếu chúng ta có hóa chất này thì trên kinh nghiệm thế giới đã có nhiều hóa chất mới ra, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà nhận diện được tất cả các hóa chất dạng ATS trong tương lai được. Thì bản chất của nó thì ATS thì nó sẽ ít có cái loại có thể có trong thực phẩm, trong nước uống, nhưng cái loại gây hại nhiều nhất là loại hút hoặc là do tiêm chích. Thực tế, chúng ta không thể nào nhận diện hết các hóa chất ma túy, chỉ có thể nhận diện qua sàng lọc tâm lý căn bản lâu dài. Do đó, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện sửa đổi luật bổ sung, cần chú trọng tạo môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên, đặc biệt là kỹ năng vượt qua những thất bại trong cuộc sống, để không tới mức phải sử dụng lệ thuộc các chất kích thích liên quan đến ma túy. Nhằm xây dựng vận hành và đảm bảo sự tương tác thông suốt giữa các nước ASEAN trong việc chia sẻ thông tin ứng cứu sự cố an toàn mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức cho thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, các đơn vị công nghệ thông tin của các bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, các tỉnh và thành phố trên toàn quốc tham gia diễn tập quốc tế ASEAN Nhật Bản 2020 về phòng chống tấn công mạng xuyên quốc gia. Các kịch bản diễn tập được xây dựng công phu trên cơ sở các cuộc tấn công mạng thực tế đã xảy ra và dựa trên các xu hướng cập nhật mới nhất về công nghệ và các mối đe dọa tiềm ẩn, nên diễn tập còn tạo điều kiện cọ sát và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho những người tham gia. Ngoài hình thức tập trung offline, diễn tập còn được tổ chức theo hình thức từ xa online. Ưu tiên chính của diễn tập tại Việt Nam là nhằm nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Ngoài các hoạt động diễn tập, mạng lưới còn có kế hoạch tổ chức rất nhiều các hoạt động khác như đào tạo, chia sẻ thông tin, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động phòng chống các tấn công mạng, phản ứng nhanh trong các ứng cứu sự cố máy tính. Thưa quý vị, Việt Nam là nước có số trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo rút kinh nghiệm và triển khai các can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào hôm qua tại Hà Nội. Tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ tử vong mỗi năm do đuối nước. Trước thực tế đó, chương trình can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em được triển khai từ năm 2018 với hơn 8.000 trẻ được dạy bơi an toàn trong năm 2019. Hơn 4.700 trẻ em có con dưới 6 tuổi và trên 700 giáo viên mầm non được đào tạo kỹ năng giám sát trẻ an toàn. Tuy nhiên, chương trình vẫn gặp phải những khó khăn trong quá trình triển khai bởi chính nhận thức của cha mẹ các em. Kiến thức, nhận thức
của các cấp các ngành, rồi của cộng đồng, đặc biệt là của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của trẻ em về các nguy cơ gây đuối nước của trẻ em thì vẫn còn hạn chế. Vấn đề thứ hai đó là trẻ em Việt Nam của chúng ta thì vẫn thiếu các cái kỹ năng an toàn, rồi là rất là ít trẻ biết bơi, tỷ lệ biết bơi khoảng hơn 30%. Thì đấy cũng là cái vấn đề mà có thể là dẫn đến cái tử vong đuối nước. Qua 2 năm triển khai, tôi thấy Việt Nam đã cải thiện được tình hình rất hiệu quả. Tuy nhiên, các giải pháp căn cơ vẫn cần được thực hiện như nâng cao sự giám sát, nhận thức của cha mẹ, dạy bơi cho nhiều trẻ hơn, tạo môi trường an toàn cho trẻ và quan trọng phải có sự chung tay từ trung ương đến địa phương trong vấn đề này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào, tạm biệt.